Tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, tôi là Bảo Hân, là trợ lý của thầy Gia Cát. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Kỷ Hợi luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, tốt bụng và tấm lòng bao dung, độ lượng. Họ dễ dàng trao niềm tin của mình cho người khác, điều đó đôi lúc khiến họ thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có phải trải qua nhiều nỗi buồn phiền, đau khổ, tuổi Hợi mệnh mộc luôn đầy lòng trắc ẩn, sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ người khác của họ nên ông trời đã ưu ái tuổi Kỷ Hợi trong những năm gần đây, thậm chí trong năm 2021 tới đây. Trong những năm này, mệnh chủ đều xuôi chèo mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hung, sự nghiệp luôn thuận buồm xuôi gió, tài lộc về đầy nhà. Vậy trong nửa cuối năm 2021, vận trình của ông bà tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ xảy ra những điều gì? Mệnh chủ có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những trắc trở hay khó khăn nào hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của ông bà tuổi Kỷ Hợi. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe Bảo Hân chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm thông tin hữu ích hơn. Sau đây là phần tổng quan tử vi ông bà tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Tử vi 6 tháng cuối năm 2021 dự báo, ông bà tuổi Kỷ Hợi sẽ có một thời gian dài khá bình ổn, không có nhiều biến động nhưng cũng không tránh được một vài chuyện bất ngờ xảy ra. Vận trình của ông bà được quý nhân che chở, dù trong tình huống khó khăn nhất cũng sẽ sớm tìm được lối thoát và phá vỡ thế bế tắc. Tuy nhiên, vận may chỉ quyết định một phần, chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực thay đổi và hoàn thiện của chính mình thì mới mong cuộc sống êm ả. Ông bà tốt nhất nên chuẩn bị trước tâm lý, cho dù phải đối diện với những trắc trở, khó khăn nào cũng không nên nhụt chí, sợ hãi hay bi quan mà nên giữ tâm lý ổn định, tích cực thì vận số trong thời gian này sẽ trôi qua rất êm đềm. Ngoài ra, để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa lành tránh dữ do thái tuế thì thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Kỷ Hợi nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần để hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, Bảo Hân xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Kỷ Hợi trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Trong nửa cuối năm 2021, với ông bà tuổi Kỷ Hợi vẫn đang đi làm, ấn quan xuất hiện cùng trợ lực, công việc trôi chảy, hứa hẹn đạt kết quả tốt đẹp. Theo đó, cơ hội thăng tiến vẫn rộng mở, rất đáng để kỳ vọng. Ngoài ra, sự chăm chỉ, kinh nghiệm dày dặn và cống hiến lâu năm của ông bà sẽ được lãnh đạo đánh giá cao, có người còn có thể được thăng chức trong thời gian này. Dù vậy, ông bà cũng cần phải luôn nỗ lực, chiến đấu hết mình để có nhiều cơ hội hơn, tránh bị tụt hậu so với lớp trẻ. Ông bà cũng cần mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi để tăng cường may mắn, chiêu cát lành và tài lộc. Đặc biệt khi sử dụng vòng tay, ông bà sẽ luôn được quý nhân che chở và tương trợ công việc hanh thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn. Thứ hai là về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi ông bà tuổi Kỷ Hợi nửa cuối năm 2021 cho thấy phương diện tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, nguồn lợi chủ yếu đến từ các khoản trợ cấp,
hoặc lương từ công việc chính. Do đó, vấn đề tiền bạc cũng không còn làm khó ông bà trong thời gian này. Với những ai vẫn còn hứng thú với việc đầu tư, có thể thử sức ở các hạng mục liên quan đến bất động sản, xây dựng và nông sản. Việc đầu tư với quy mô nhỏ sẽ giúp ông bà kiếm thêm lợi nhuận để tăng thêm thu nhập, cho dù có rủi ro cũng không đến mức quá suy sụp. Tuy nhiên, dù có đầu tư nhỏ, ông bà cũng không nên mù quáng nghe theo những nguồn thông tin bên lề hoặc từ những người không đáng tin kẻo tiền bao nhiêu cũng hết. Để nắm bắt được cơ hội tốt trong thời điểm này, ông bà tuổi Kỷ Hợi hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn. Đồng thời, pháp khí sẽ giúp ông bà xua đuổi những vận hạn xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong năm. Thứ ba là về mặt tình cảm và gia đạo. Xem tử vi của ông bà tuổi Kỷ Hợi nửa cuối năm 2021 cho biết, các mối quan hệ gia đạo trong năm đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Ông bà tuổi Kỷ Hợi nếu đang độc thân hoặc đơn thân cũng có một số cơ hội tình cảm với người khác phái trong thời gian này. Tuy nhiên, ông bà cần chủ động hơn nữa để có thể nắm bắt được hạnh phúc. Ngoài ra, trong những tháng mà vận khí đi xuống, tâm tính của ông bà có thể trở nên khó chịu, nóng nảy, nhưng nhìn chung tinh thần cả năm thư thái, hòa hợp với con cháu trong nhà, không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Đặc biệt trong thời gian này, ông bà hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp ông bà đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên địa nhân, từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh ông bà, đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư là về mặt sức khỏe. Ông bà tuổi Kỷ Hợi trong nửa cuối năm 2021 không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm, nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan. Ông bà cần thường xuyên rèn luyện thể dục để tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần để lúc nào cũng thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Còn với những ông bà vẫn nặng tâm với sự nghiệp, chỉ cần ông bà biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, ông bà sẽ không gặp phải nguy cơ tiềm ẩn lớn nào. Ngoài ra, ông bà hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh, vòng tay sẽ giúp ông bà xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Đồng thời, pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ người tuổi Kỷ Hợi trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Kỷ Hợi trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là tử vi tháng 7 âm lịch. Theo tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy, ông bà tuổi Kỷ Hợi sẽ có một tháng bận rộn, tất bật nhưng làm nhiều chưa chắc được hưởng nhiều. Tương hại xuất hiện có dấu hiệu cạnh tranh mạnh, mâu thuẫn lục đục nội bộ. Thời điểm này, ông bà nên tập trung làm tốt công việc của mình. Ông bà tuyệt đối không tham gia vào các cuộc tranh đấu nội bộ kẻo hại thân. May mắn, tài lộc của ông bà tuổi Kỷ Hợi trong tháng có tài tinh chiếu mệnh, nhưng mới chỉ khởi sắc ở mức độ vừa phải, chưa thực sự mạnh. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh, buôn bán có phần chững lại, thiếu sự đột phá. Tháng cô hồn, ông bà nên thận trọng trong đầu tư, kinh doanh, kẻo bị thua lỗ. Thứ hai là tử vi tháng 8 âm lịch. Ông bà tuổi Kỷ Hợi nên chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân trong tháng 8 âm lịch. Do vận khí giảm sút nên tháng này nguy cơ bệnh tật của ông bà sẽ cao hơn. Ban đầu ông bà có thể chỉ thấy cơ thể luôn mệt mỏi, thiếu năng lượng. Nhưng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Ông bà trở nên chủ quan với những tín hiệu bất thường mà cơ thể lên tiếng. Sức khỏe giảm sút cũng kéo theo trạng thái tinh thần của ông bà khó có sự hăng hái cần thiết khi làm bất cứ việc gì. Đặc biệt là trong công việc, ông bà làm việc như một cỗ máy, mất đi sự hào hứng như trước đó. Cho nên ông bà cũng không thể bỏ qua việc nuôi dưỡng tinh thần. Thứ ba là tử vi tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, vận trình sức khỏe của ông bà tuổi Kỷ Hợi vẫn chưa được tốt cho lắm. Ông bà cần chú ý nhất là nghỉ ngơi, sinh hoạt khoa học. Rất có thể sức khỏe suy giảm cũng sẽ kìm hãm sự nghiệp. Ông bà có nhiều tham vọng muốn thực hiện nhưng cơ thể lại không cho phép.
Do đó, ông bà thường xuyên cảm thấy bất lực trong tháng này, khiến tâm trạng ngày càng buồn chán. Tài vận của ông bà thời gian này cũng khó mà như ý khi thu nhập không có dấu hiệu tăng. Kiếm tiền khó khăn mà tiêu thì quá dễ dàng. Các khoản chi tiêu tháng này phát sinh nhiều lại có dấu hiệu phá tài, ông bà nên cẩn thận. Thứ tư là tử vi tháng 10 âm lịch. Sang tháng 10 cũng chính là tháng bản mệnh, ông bà tuổi Kỷ Hợi đương đầu với Thái Tuế, vận trình tiềm ẩn nhiều hung hiểm. Do đó, ông bà cần phải luôn nhắc nhở bản thân làm gì cũng thận trọng, tính toán kỹ càng trước khi hành động. Trong tháng, công việc thì trì trệ, thiếu tính trơn tru, lại có điểm báo cạnh tranh, đấu đá và tiểu nhân hãm hại. Dù không có ý tranh giành, bon chen, nhưng ông bà vẫn có thể bị lôi vào cuộc vì sự cả nể. Cho nên ông bà cần phải thật thận trọng trong việc tin tưởng người xung quanh và đề phòng bị đâm lén sau lưng. Ngoài ra, đây cũng không phải tháng thích hợp cho việc đầu tư, kinh doanh. Ông bà chớ vì cả tin mà bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Thứ năm là tử vi tháng 11 âm lịch. Trong tháng 11 âm lịch, vận trình của ông bà tuổi Kỷ Hợi có dấu hiệu. Trong tháng 11 âm lịch, vận trình của ông bà tuổi Kỷ Hợi có dấu hiệu khởi sắc về tài vận, nên dù công việc vẫn gặp khó khăn nhất định, nhưng ông bà cũng được an ủi phần nào. May mắn về tài chính đã giúp ông bà không còn nỗi lo về tiền bạc. Ngoài đến từ thu nhập chính thì còn dựa vào khoản tích lũy lâu dài và biết đầu tư đúng chỗ, việc làm ăn diễn ra suôn sẻ như ý. Bên cạnh đó, dù công việc có trở ngại, nhưng ông bà cũng không nên nản chí. Vạn sự khởi đầu nan, hãy cứ tin rằng những nỗ lực hiện tại của mình rồi sẽ được đền đáp xứng đáng ở một thời điểm không còn xa nữa. Thứ 6 là tử vi tháng 12 âm lịch. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình tài lộc của ông bà tuổi Kỷ Hợi vẫn duy trì ở mức vượng phát như trước đó. Số dư tài khoản ngày càng tăng lên. Đây cũng là tháng ông bà nhận được các khoản tiền thưởng cuối năm nên không phải lo lắng về tiền bạc. Nhờ vậy, chi tiêu sắm Tết khá rủng rỉnh, không phải suy tư nhiều. Ngoài ra là tháng cận Tết nên khối lượng công việc dồn dập, nhiều kế hoạch cần quyết toán cuối năm, nhưng ông bà vẫn có thể xử lý đâu vào đấy. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng Bảo Hân tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Kỷ Hợi trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn của ông bà tuổi Kỷ Hợi. Trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu, ông tuổi Kỷ Hợi được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức được coi là phúc tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành nhất là về hôn sự. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Ngoài ra, ông còn gặp phải hạn Huỳnh Tuyền. Đây là hạn xấu tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe. Khi gặp hạn Huỳnh Tuyền dễ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng, mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Còn đối với bà thì trong thời gian này sẽ được sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Tuy nhiên sao này kỵ nhất vào tháng 4 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt, mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Bên cạnh đó, bà còn gặp phải hạn Toán Tận. Hạn này chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng hay vì tiền mà bỏ cả mạng, cho nên bà cần chú ý nhiều hơn về hạn này. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh trong thời điểm này của ông bà tuổi Kỷ Hợi gồm có sao Thiên Mã báo hiệu dịch chuyển nhiều về cả suy nghĩ cũng như nơi ở, nơi làm việc. Và có sao Điều Khách mang điềm báo gia đình có chuyện buồn khóc. Cùng tam hợp thì lại có nhiều sao xấu quy tụ như Tăng Môn, Đại Hao, Tuế Phá, Thiên Hư, gây hao tán tiền của, cản trở công việc, gây tai nạn bất ngờ, đồng thời gia đình có tang chế. Cuối cùng là cung xung chiếu thì gồm có Cát Tinh, Thiên Phúc, Long Trì thúc đẩy nhân duyên tốt, nhưng có các hung tinh Tuần, Triệt, Quan Phù, Thiên Khốc lại báo hiệu sự trắc trở, khó khăn, gia đình có người đau yếu. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của ông bà tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận giải tử vi và phong thủy.
để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Bảo Hân rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.